Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của bên mình. Trong clip này thì bên mình sẽ test cái con chung kèn côn 51 kìa vào hệ thống dàn loa full bass 30, mà mình sẽ test bằng hai lần, một lần test mic và một lần test nhạc để anh em mình nghe. Đầu tiên mình sẽ test anh em mano tiếng mic trước, hiện trạng là chưa cắm tín hiệu vào nhé. Anh em thấy hai quả ninchik kìa, là của hai cái loa nhé, mình chưa cắm vào hai của hai cái loa là chung kèn đấy, mình đang để ngoài nhá. Bây giờ hiện tại đang nghe là chỉ có loa full không thôi nhá. Được, 6 7 8 9 10. Được. Ở hiện tại là mình chỉ có loa full không thôi, và bây giờ mình sẽ mời anh em mình nghe nhạc. Và nghe nhạc thì cũng chưa có chung kèn nhá. Chưa có chung kèn. Mời anh em nghe này. Và hiện tại là không có qua chung kèn, sau đây thì mình đi mình ghép chung kèn vào, sau đó mình bật đúng cái bài vừa rồi mình cho tiếp đi. Và tín hiệu của hệ thống ở đây là mình không sờ vào nhé, các anh em để ý mình không sờ vào để nguyên hiện trạng luôn để anh em mình nghe. Mình ghép mỗi cái chung kèn này nó vào thôi. Mình đi ra bên kia, lắp bốc cái bên kia. Và bây giờ mình sẽ tiến hành alo lại tiếng mic anh em nhá, mình alo lại tiếng mic. Đây là mình đã đấu qua chung kèn rồi, thì anh em có thể tua đi tua lại cái đoạn đầu tiên chưa có chung kèn, và sau đây thì mình bật lên tiếp cái bài nhạc vừa rồi để các em mình nghe. Quê phòng phủ kín tâm tư, nhìn từng hạt mưa xa, thương đời biển sâu bao. Anh em tua đi rồi tua lại giữa hai cái đoạn mình chưa đấu chung kèn và đoạn đấu chung kèn rồi để các em mình nghe nhé. Mình test cả hai trường phái, cả mic và cả nhạc. Anh em nào quan tâm thì điện thoại để bên mình tư vấn. Anh em đăng ký kênh để ủng hộ bên mình nha. Cần mua chung kèn điện cho bên mình, chung kèn 51 thì có giá thành bán cho một đôi là 1.200.000 bao ship anh em nhé. Chung kèn 51 anh em nhé, 1.200.000 cả phễu anh em nhé, cả phễu 11x28 hoặc 15x32 như này này là 1.200.000, cả tặng tụ luôn nhé, tặng cả tụ đấy. Anh em nào quan tâm điện thoại nha, chào anh em nhé.